Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chiết sang sợi một một đối với cổ áo hoặc là tay áo nhé. Như vậy thì đối với cổ áo hoặc tay áo thì mình sẽ sang sợi vòng tròn đấy. Sang sợi vòng tròn. Như vậy thì trước hết là mình sẽ đo cái chiều dài dây cần thiết. Để đo được cái chiều dài cần dây cần thiết thì mình sẽ lấy độ dài là dài gấp, tức là mình quấn quanh cái vòng mà mình cần sang sợi này 3 đến 4 vòng đấy, mình cứ quấn quanh như vậy 3 đến 4 vòng thì sau đó mình sẽ được cái độ dài dây cần thiết. Và bây giờ mình bắt đầu thực hiện sang sợi nhé. Đầu tiên là mình sẽ dùng móc đánh dấu, mình đánh dấu hai cái mũi, tức là nếu mà ai có móc đánh dấu á thì mình dùng móc đánh dấu cho dễ. Ở đây do mình không còn, mình làm mất hết móc đánh dấu rồi thì mình sẽ dùng một cái sợi len khác màu, mình đánh dấu vào hai cái mũi đầu tiên này đấy. Mình đánh dấu vào hai cái mũi đầu tiên để xíu nữa mình kết kết dòng thôi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện chiết sang sợi một một. Cái chỗ đánh dấu này là do mình không có móc đánh dấu nên là mình dùng tạm bằng dây. Và bây giờ mình sẽ thực hiện sang sợi như sau. Đây, đối với cái mũi đầu tiên này thì mình sẽ buộc ra. Sau đấy này, đâm kim sang mũi thứ ba, đâm kim sang mũi thứ ba như vậy. Và mình nhấc mũi này, chú ý cái chiều kim mà mình nhấc nhé. Ban nãy là mình nhấc ra là mình nhấc như thế này, còn bây giờ là mình sẽ đâm vào đây, nhấc cái mũi này ra, nhấc mũi này ra. Sau đấy này mình sẽ, để mình quay sát lại cho mọi người dễ quan sát. Đây, mình sẽ đâm lên đây này, đâm luồn giữa hai mũi này nhá, luồn giữa. Sau đấy mình lấy một sợi bên này, một sợi thôi nhá, luồn vào giữa này. Sau đó đối với cái mũi này này, mình chỉ lấy một sợi thôi, một sợi trước thôi. Sau đó kéo dây. Như vậy là được mũi đầu tiên nhé. Tiếp theo này, tiếp theo mình sẽ lấy mũi này ra, đâm vào mũi thứ ba, đâm vào mũi thứ ba. Sau đó lấy mũi, nhấc mũi này ra, luồn kim ra sau này, lấy sợi, một sợi ra trước. Kéo lại. Như vậy thì mình lại tiếp tục. Chú ý cái cách mình đưa kim vào nhé. Đây này, cái mũi đầu tiên mình sẽ đưa như thế này. Lấy sợi vào mũi thứ ba.
lấy sợi vào mũi thứ ba, sau đấy mình lại đâm kim từ trước vào này, đâm kim từ trước vào, nhấc ra, nhấc một mũi thôi. Sau đó lấy một sợi chỉ trước, lấy một sợi chỉ trước và lại tiếp tục. Đấy, như vậy thì mình cứ lặp lại cho tới khi giáp vòng nhé. Mọi người thực hiện lặp lại cho tới hai cái mũi cuối cùng và đến cái mũi giáp hàng này này, thì mình sẽ lấy hai cái mũi mà ban nãy mình đánh dấu ấy, mình lấy lên kim, mình lấy lên kim nhé. Sau đấy mình thực hiện các cái mũi cuối cùng. Sau đấy mình sẽ thực hiện lúc mũi cuối cùng như vậy. Mình giấu cái mũi này đi nhé, giấu len đi và cắt sợi, giấu len vào, luồn vào bên dưới này. Đấy, như vậy thì mình đã thực hiện xong cái phần sang sợi cho cổ áo. Như vậy thì mình thực hiện như này thì nó sẽ có độ giãn rất là tốt và nó cái phần phía trên đây của mình nó cũng rất là đẹp này.